Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay. Hôm nay hơn 490.000 học sinh tại 999 cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn thành phố tưng bừng bước vào năm học mới 2020-2021. Nghị quyết số 54 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu triển khai từ năm học này, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Các doanh nghiệp FDI đồng hành cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ kép, phát triển sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay, hòa chung không khí nô nức của ngày khai trường, hơn 490.000 học sinh các bậc học toàn thành phố chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã tới dự và chung vui cùng thầy trò trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các vị đại biểu cùng thầy và trò nhà trường nghe đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai trường, thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo, học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới, ôn lại những thành tích thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2019-2020, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích đáng tự hào. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Trường có 79 học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa với 7 giải nhất, 26 giải nhì, 24 giải ba và 22 giải khuyến khích, đứng trong top đầu toàn quốc. Trong kỳ thi học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trường có một dự án đạt giải nhất. Đặc biệt, vừa qua, nhà trường có em Lý Hải Đăng đoạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế và em Đào Quang Thái Dương đoạt huy chương đồng Olympic tin học. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020, nhà trường có 120 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở 5 khối A, A1, B, C, D. Đặc biệt có em Nguyễn Trung Hải, lớp 12 chuyên hóa đạt 29,75 điểm, là thủ khoa khối A toàn quốc. Em Tạ Hồng Ngọc, lớp 12 chuyên lý, đạt 29,15 điểm, đứng thứ tư toàn quốc khối A1. Năm học này, trường có 1.800 học sinh ở 3 khối lớp, trong đó có 666 học sinh khối 10. Viết tiếp trang sử vẻ vang của một trong những cái nôi ươm mầm tài năng của thành phố. Năm học mới này, thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú tiếp tục nâng cao chất lượng công tác mũi nhọn, thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, phấn đấu duy trì có học sinh giỏi quốc tế và khu vực. Trường tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng học sinh thi đỗ đại học, đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong công tác quản lý và hoạt động dạy học, nỗ lực gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở đấu trường trí tuệ trong nước và quốc tế, góp phần phát huy truyền thống hiếu học và là niềm tự hào của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cảng. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự lễ khai giảng, chung vui với thầy trò trường Trung học cơ sở Kiến Thiết huyện Tiên Lãng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Hòa trong không khí phấn khởi của ngày khai trường, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đánh trống khai giảng, tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Kiến Thiết. Năm học qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Kiến Thiết đã đạt được những kết quả nổi bật, trong đó tích cực chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy với phương châm vừa phòng chống dịch bệnh an toàn, vừa bảo đảm nhiệm vụ dạy và học. Trường xếp thứ nhất trong tổng số 23 trường trung học cơ sở, dẫn đầu phong trào thi đua của khối các trường trung học cơ sở huyện Tiên Lãng. Cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư, hoàn thiện đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Năm học 2020-2021, trường Trung học cơ sở Kiến Thiết có 580 học sinh ở 14 lớp. Phát huy truyền thống của nhà trường trong những năm học vừa qua, năm học này, thầy trò nhà trường nỗ lực thực hiện thi đua dạy tốt, học tốt, để ra mục tiêu phấn đấu giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi và thi vào trung học phổ thông. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương công vụ, nền nếp dạy và học. Làm tốt công tác truyền thông giáo dục, duy trì phổ cập giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Sáng nay, các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại diện các ban ngành đã đến dự và chung vui cùng thầy trò một số trường học trong ngày khai giảng năm học mới.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Hơn 900 em học sinh có mặt trên sân trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã hạnh phúc trải nghiệm khoảnh khắc lịch sử lễ khai giảng lần thứ 100, đánh dấu hành trình thế kỷ của ngôi trường có bề dày truyền thống Bonan Bình Chuẩn Ngô Quyền. Tiếp nối lịch sử vẻ vang của nhà trường, năm học vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường luôn cố gắng rèn luyện, nỗ lực thi đua, dạy tốt học tốt. Trường dẫn đầu khối trung học phổ thông không chuyên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố với 80 giải, trong đó có 25 giải nhất. Có một dự án đạt giải 3 trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, 18 giải trong kỳ thi hóa học Hoàng gia Úc. Là trường duy nhất trong thành phố có 2 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trung ương năm 2019. Năm học này, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tiếp tục chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Chung vui cùng thầy và trò nhà trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đã đánh trống khai giảng năm học mới và tin tưởng kỳ vọng thầy và trò trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở các cuộc so tài trí tuệ trong nước và quốc tế, góp phần phát huy truyền thống hiếu học và là niềm tự hào của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cảng. Tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, trưởng ban dân vận Thành ủy đã dự và đánh trống khai giảng năm học mới trong không khí rộn ràng phấn khởi của thầy và trò nhà trường. Năm học vừa qua, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhà trường vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Với hơn 2.000 học sinh tại 5 khối của 60 lớp, năm học 2020-2021, thầy trò nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt, duy trì và phấn đấu đạt nhiều thành tích cao, xứng đáng là một trong những điểm sáng của giáo dục thành phố. Nhân dịp này, đồng chí Cao Xuân Liên đã tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi của nhà trường năm học vừa qua. Bên cạnh học sinh khối 1 được trực tiếp tham dự lễ khai giảng, các lớp còn lại nhà trường tổ chức khai giảng trên lớp học với đầy đủ các nghi thức. Bảo đảm dù các em tham dự trực tiếp hay gián tiếp lễ khai giảng đều cảm nhận được không khí vui tươi phấn khởi, hiểu hết được ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này. Hòa trong không khí vui tươi của thầy và trò trên địa bàn thành phố trong ngày khai trường, sáng nay tại trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, dự lễ khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường vẫn không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn, học sinh nhà trường đã đạt được gần 100 giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc gia và thành phố. Nhiều năm liền, trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bảo nằm trong top 200 trường trung học phổ thông có điểm thi xét tuyển vào đại học cao nhất cả nước. Cũng trong năm học vừa qua, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp với điểm trung bình 7,31 điểm, xếp thứ 7 toàn thành phố. Bên cạnh kiến thức văn hóa, trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bảo còn quan tâm giáo dục đạo đức, chính trị, trang bị kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động khóa giúp hoàn thành nhân cách cho các em học sinh. Với những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, cùng bề dày truyền thống 59 năm dạy tốt, học tốt của thầy và trò nhà trường, đã vinh dự là trường Trung học Phổ thông đầu tiên của Hải Phòng được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thưa quý vị và các bạn, không cùng giờ đồng loạt khai giảng như các trường học bình thường khác, lễ khai giảng của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở lớp học tình thương, nhà thờ chính tòa Hải Phòng diễn ra muộn hơn thông thường. Lễ khai giảng đặc biệt ấy là cả niềm yêu thương, tình thân ái của nhiều cô bác và cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đúng lịch thì vào 15 giờ chiều nay, lớp học tình thương tại nhà thờ giáo xứ chính tòa Hải Phòng khai giảng năm học mới 2020-2021. Song từ trước đó cả tiếng đồng hồ, các em học sinh đã háo hức đến lớp sau kỳ nghỉ hè dài ngày. Lớp học tình thương tại nhà thờ giáo xứ chính tòa Hải Phòng có 37 học sinh. Các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Cho cháu lên đây thì thấy các cô nhiệt tình mà bảo ban chỉ bảo các con như là con ruột của mình. Thế tôi cũng rất là cảm động và tôi cũng rất là yên tâm. Để duy trì lớp học tình thương, Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng đã chỉ đạo trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và trường tiểu học Nguyễn Huệ cử giáo viên đến nhà thờ giáo xứ chính tòa tham gia giảng dạy kiến thức văn hóa cho các em.
Lớp học tình thương này khác biệt với lớp khác là về lứa, thứ nhất là về lứa tuổi. Các em vào từ bắt đầu vào từ học lớp 1 đấy là không cùng lứa tuổi. Bình thường là các em là 6 tuổi là bước vào lớp 1, nhưng ở lớp này có em thì 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi, có 10 tuổi. Nên là thứ nhất là cái đồng toàn tuổi là không có giống ngoài trường. Thứ hai nữa là về hoàn cảnh gia đình là các em là không có điều kiện. Thứ ba nữa là tiếp thu của các em nó khác với các em. Với em khác ở ngoài trường. Ở đây chỉ có là muốn giúp các em biết được cái chữ, biết được đọc, biết viết, nhất là phải thương các em. Phải biết được hoàn cảnh từng em một để mình hướng dẫn từng em một. Trong số 37 học sinh, có 13 em học lớp 1, 13 em học ghép lớp 2 và lớp 3, còn 11 em học ghép lớp 4 và lớp 5. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đảm nhận dạy văn hóa cho học sinh lớp 1. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng dạy các em từ lớp 2 đến lớp 5. Các em được miễn học phí hoàn toàn. Cháu học ở đây được 2 năm rồi ạ. Các bạn rất là hòa đồng và hiền lành ạ. Cô rất là dạy các con rất là nhẹ nhàng. Con cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy rất là được các bạn yêu thương ạ. Trong ngày dự lễ khai giảng năm học mới, các em học sinh của lớp học tình thương còn được các ban ngành đoàn thể trao nhiều phần quà ý nghĩa. Lớp học tình thương tại nhà thờ giáo xứ chính tòa Hải Phòng đã duy trì được 15 năm. Nhiều thế hệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhờ lớp học tình thương này mà được học con chữ, được chắp cánh ước mơ để trở thành những người có ích cho xã hội. Cũng qua lớp học tình thương, nhân lên nhiều tấm lòng nhân ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Theo đúng kế hoạch, thì vào sáng nay, hơn 490.000 học sinh tại 999 cơ sở giáo dục các cấp học trên địa bàn thành phố, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tới trung học phổ thông và cả các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã bước vào năm học mới. Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng, phấn khởi với những kỳ vọng về một năm học mới. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự trong ngày hôm nay. Đúng 7 giờ 30 sáng nay, lễ khai giảng đồng loạt diễn ra tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn thành phố. Khai giảng năm học 2020-2021 là một trải nghiệm chưa từng có. Lần đầu tiên không có phần hội với các hoạt động văn nghệ, diễu hành. Dù vậy, bằng những hình ảnh trang trí khánh tiết, cờ hoa, khẩu hiệu cùng những lời động viên khích lệ, các em học sinh vẫn cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Tại các cơ sở giáo dục mầm non, lễ khai giảng cho các bé được tổ chức theo hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhỏ, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho các bé. Bé được gặp các bạn, từ dịch bệnh con chưa bao giờ được gặp các bạn, bây giờ mới được gặp. Nhưng những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng cho chúng tôi một ngôi trường mới khang trang. Vì thế, cô trò chúng tôi phấn đấu hơn nữa và sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mà ngành cũng như là địa phương giao cho. Ngày bắt đầu năm học mới cũng là dịp để xã hội thể hiện sự quan tâm đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khiếm khuyết. Hơn 150 học sinh trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng bước vào năm học mới trong tình cảm ấm áp của thầy cô và các cơ quan đoàn thể. Năm học 2020-2021, nhà trường nuôi dạy, chăm sóc 120 học sinh chuyên biệt tiểu học, hỗ trợ giúp đỡ 30 học sinh học hòa nhập và giáo dục can thiệp sớm cho 10 học sinh tại cộng đồng và gia đình. Tại lễ khai giảng, chính quyền địa phương, một số đơn vị, nhà hảo tâm tặng quà nhà trường, động viên thầy và trò bước vào năm học mới. Toàn thành phố có hơn 490.000 học sinh các cấp. Khai giảng năm học trong thời dịch bệnh COVID-19, chỉ một phần trong số học sinh nói trên, chủ yếu là các học sinh lớp đầu cấp, được ưu tiên trực tiếp tham dự buổi lễ. Số còn lại theo dõi lễ khai giảng qua hình ảnh truyền trực tiếp hoặc ngồi trong phòng học chứng kiến từ xa để bảo đảm khoảng cách an toàn, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Với các học sinh đầu cấp, khai giảng đầu tiên ở trường mới là trải nghiệm hết sức mới mẻ, khó quên. Cảm xúc của em khi được dự lễ khai giảng đầu tiên của trường là rất là bồi hồi, rất là vui và cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia lễ khai giảng khóa 100 của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Em cũng sẽ cố gắng rèn luyện mình thật là tốt trong năm học lớp 10 sắp tới để có thể duy trì và đạt những kết quả tốt ở trong ngôi trường này. Năm học 2020-2021, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự ủng hộ của nhân dân, nỗ lực cố gắng của thầy và trò các nhà trường, ngành giáo dục thành phố đã vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh COVID-19, tiếp tục gặt hái nhiều thành công.
Hải Phòng vươn lên một bậc, đứng vị trí thứ 7 toàn quốc về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với số học sinh có điểm tổ hợp xét tuyển đại học bằng hoặc trên 27 điểm lên đến hơn 800 học sinh, tăng vượt trội so với năm 2019 chỉ có 45 em. Năm học vừa qua ghi nhiều dấu ấn của giáo dục Hải Phòng khi chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển, duy trì thành tích 25 năm liên tục có học sinh đạt giải quốc tế. Thành phố và ngành cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học 2020-2021 bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện đầu tiên đối với lớp 1. Nét khác biệt lớn nhất được coi như một đột phá, đó là việc có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau cùng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép sử dụng, giảng dạy cho khối lớp 1. Hải Phòng cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thay đổi mang tính cách mạng này. Bắt đầu một năm học mới, chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ năm học tới tất cả toàn thể giáo viên. Và đặc biệt là với giáo viên lớp 1 thì chúng tôi đã phải nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông 2018 rất kỹ lưỡng, phân phối chương trình các bộ môn. Và đặc biệt là sẽ có nhiều phương án đối với các em. Tôi hy vọng rằng năm học này dịch bệnh sẽ không diễn biến phức tạp nữa và thành phố Hải Phòng của chúng ta sẽ đón một năm học mới đầy rực rỡ và rực rỡ. Ngay sau lễ khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nền nếp học tập nghiêm túc, ban hành và triển khai các kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học, bảo đảm nội dung chương trình theo quy định. Các trường cân nhắc tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và đặc biệt bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Song song với việc triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi đầu năm học, không để xảy ra tình trạng lạm thu. Năm học 2020-2021 cũng là năm đầu thực hiện nghị quyết số 54 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, cho dù đâu đó còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thầy và trò các nhà trường đều quyết tâm phấn đấu để gặt hái những thành tích cao, tiếp nối truyền thống hiếu học của nhân dân miền cửa biển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12 năm 2019, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 đã ban hành nghị quyết số 54 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, thì bắt đầu từ năm học này, sẽ thực hiện việc miễn 100% học phí cho trẻ mầm non đến học sinh trung học cơ sở. Đây là tin vui đối với nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Chính sách nhân văn ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác an sinh xã hội, đồng hành với người dân trong sự phát triển kinh tế xã hội thành phố, mà còn vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xứng đáng với vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục của khu vực. Trong không khí vui mừng, tưng bừng chào đón năm học mới 2020-2021, chị Phạm Thị Hà ở thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, phấn khởi chuẩn bị cho con trai đi dự lễ khai giảng, thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Chồng bị bệnh tim bẩm sinh, kinh tế gia đình chủ yếu trông vào thu nhập bấp bênh của chị Hà. Mặc dù vậy, anh chị luôn tự hào khi con trai là cháu Lê Thành Nghĩa, học sinh lớp 7A, trường trung học cơ sở Kiến Thiết, chăm ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vui mừng và phấn khởi hơn khi bắt đầu từ năm học này thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông được hỗ trợ học phí. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chính sách nhân văn của thành phố được triển khai là nguồn động lực to lớn đối với gia đình chị Hà. Năm học mới này, thành phố hỗ trợ về học phí cho các cháu. Đối với gia đình tôi
tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Tuy là nó rất là nhỏ bé nhưng nó rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi ở một vùng nông thôn. Đây là cũng một cái động lực và một nguồn động viên lớn đối với gia đình tôi và cháu để cháu cố gắng hơn. Còn đối với gia đình anh Vũ Anh Tuấn, chị Hà Thị Hạnh ở đội 11, thôn Phi Liệt, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, lại là một cảm xúc đặc biệt khi nhận được tin thành phố miễn học phí cho trẻ mầm non. Cả hai vợ chồng chị bị khuyết tật từ nhỏ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Thu nhập chỉ trông vào việc nhận may, sửa chữa quần áo cho người dân trong xã. Kinh tế cũng vì thế mà eo hẹp. Để nuôi dạy con gái đang học ở trường mầm non của xã, anh chị phải chi tiêu rất tằn tiện. Nhận được thông báo của nhà trường về việc miễn học phí cho trẻ mầm non từ năm học này, anh chị rất phấn khởi. Hai vợ chồng tôi thì là người khuyết tật, cho nên điều kiện của cháu thì đi học rất khó khăn và vất vả. Được biết là thành phố có chính sách hỗ trợ học phí cho các cháu, gia đình chúng tôi rất xúc động. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của thành phố. Không chỉ có nghị quyết 54, những năm gần đây, nhiều nghị quyết về an sinh xã hội được Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành, nhanh chóng đi vào cuộc sống và được người dân đón nhận với niềm tin, sự phấn khởi. Quan điểm an sinh xã hội đi trước một bước được Thành ủy Hải Phòng xác định đã đem đến niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân thành phố. Không chỉ có niềm vui về sự đổi thay của kinh tế, đô thị, mà người dân còn có thêm nhiều niềm vui khi liên tục đón nhận những chính sách đầy tính nhân văn của thành phố. Mỗi một gia đình ấy, thì từ hai cháu trở lên thì chi phí rất là tốn kém. Thì mà khi đó có được cái sự hỗ trợ này cũng đã bớt được rất là nhiều các chi phí. Nên là cũng, nói chung là cũng tạo nên cho cái chi phí gia đình nó được cảm giác như phụ huynh cũng đỡ bị áp lực hơn. Đối với những cái gia đình mà các hoàn cảnh khó khăn thì đây là một điểm rất là mừng. Thực hiện cái hỗ trợ phí của thành phố thì nhà trường phân công nhiệm vụ cho các thành viên và 100% cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đã đến từng hộ dân phát phiếu và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về cái chính sách tốt đẹp của thành phố cho các cháu mầm non. Sau cái ngày 25 tháng 8 đấy thì các cháu sẽ không được cái hưởng cái hỗ trợ phí này nữa. Thì nhà trường rất là mong là nhà trường sẽ được đăng ký bổ sung những cái cháu mà đăng ký sau trong cái thời gian đi học. Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ học phí là trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở đang học thực tế tại các trường trên địa bàn thành phố, học sinh có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại thành phố Hải Phòng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp, tác động đến nguồn thu ngân sách của thành phố, nhưng thành phố dành nguồn ngân sách triển khai nghị quyết số 54 của Hội đồng Nhân dân thành phố là một nỗ lực lớn thể hiện sự quan tâm của thành phố tới cuộc sống dân sinh. Trong phần tiếp theo của chương trình, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Doanh nghiệp FDI thực hiện nhiệm vụ kép, đồng hành cùng thành phố phát triển kinh doanh gắn với chủ động phòng chống dịch. 24 tấn nội tạng, tai, mũi, lưỡi lợn đông lạnh nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa được Cục Quản lý Thị trường thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy tại nhà máy xử lý chất thải Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Trước đó, ngày 17 tháng 8, đội quản lý thị trường số 4 kết hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra xe container biển kiểm soát 15C-11095 cùng semi-remoc biển kiểm soát 15R-04746. Đang vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ, trong container có chứa 12 tấn nội tạng và tai, mũi, lưỡi lợn. Khi lực lượng chức năng yêu cầu, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch động vật. Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kiểm dịch tại chỗ. Theo kết quả kiểm dịch, lực lượng chức năng phát hiện có virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella trong 2/3 mẫu kiểm tra. Trong đó, tai, mũi và lưỡi lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Chủ lô hàng là ông Lê Xuân Điều và bà Nguyễn Thị Huyền, trú tại số 100, khu phố 3, Trung Mỹ Tây,
quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã khai nhận thu gom nội tạng lợn nói trên ở các tỉnh miền Tây vận chuyển về hợp tác xã Bình Minh tại tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ. Theo quy định của pháp luật, đội quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên. Vâng, vụ việc trên là một trong số hàng chục vụ vi phạm về an toàn thực phẩm được các đơn vị của Cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý từ đầu năm đến nay. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng, với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, có tổ chức gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hải Phòng là thành phố có cảng biển sôi động nhất khu vực phía Bắc, nên các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển, với các mặt hàng chủ yếu như khoáng sản, xăng dầu, thuốc lá. Tính trong 7 tháng năm 2020, lực lượng vùng Cảnh sát Biển 1 đã tiến hành xử lý 15 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo báo cáo của vùng Cảnh sát Biển 1, trong những tháng qua, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông hàng hóa trên biển. Các đối tượng vi phạm cũng thay đổi phương thức, thủ đoạn để đối phó với cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, trong 7 tháng, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 đã kiểm tra, xác minh xử lý 20 vụ, nộp tịch thu hàng hóa thu về cho ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm 2020, thì Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực, đồng thời là tăng cường các tàu trực ở các địa bàn trọng điểm, thời gian trọng điểm để mà đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại bằng đường biển. Đồng thời là cũng tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát để phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Thống kê trong 7 tháng năm nay, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra, xử lý hơn 4.370 vụ, trong đó có 26 vụ án hình sự liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu hàng hóa phát mại, nộp ngân sách nhà nước hơn 206 tỷ đồng. Ngoài ra còn có số hàng hóa đang chờ xử lý, có giá trị hơn 280 tỷ đồng. Dự báo, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong những tháng cuối năm, đòi hỏi các lực lượng cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chống thất thu ngân sách và bình ổn thị trường. Các lực lượng chức năng tiếp tục xác lập các chuyên án, triệt phá các tụ điểm tàng trữ, tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu trên địa bàn thành phố. Những năm gần đây, Hải Phòng luôn là địa phương đứng trong top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố. Các doanh nghiệp FDI đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường hiện nay, nếu những doanh nghiệp này không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch thì sẽ có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cao bởi vì đội ngũ chuyên gia và khách hàng đến từ nhiều nơi trên thế giới. Việc chấp hành chung tay cùng với chính phủ Việt Nam và thành phố Hải Phòng thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch sẽ giúp cho các doanh nghiệp FDI vừa ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh, vừa ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp này có quy mô sản xuất toàn cầu và có các nhà máy lọc dầu, đại lý cung cấp sản phẩm tại Việt Nam, nên có đội ngũ chuyên gia và số lượng khách hàng giao dịch lớn thường xuyên qua lại giữa Nhật Bản, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Trước thời điểm dịch COVID-19, việc giao thương, thông thương trực tiếp diễn ra khá sôi động. Nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát, chấp hành nghiêm các chủ trương quy định của Chính phủ Việt Nam và thành phố Hải Phòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt để phòng dịch hiệu quả nhưng vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về việc nhập cảnh đối với chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao vào làm việc tại thành phố, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định, đồng thời gia tăng các hoạt động thông thương, giao thương online với đối tác khách hàng. Công ty chúng tôi là trong những công ty toàn cầu, nên là khách hàng của Idemitsu là khách hàng của chúng tôi khắp mọi nơi. Và cái điểm quan trọng là chúng tôi có cái sự support về kỹ thuật rất là tốt từ phía bên Nhật để mà có thể là support khách hàng những lúc cần thiết. Thế thì trong cái giai đoạn COVID này, khi mà các khách hàng chúng tôi có vấn đề thì chúng tôi thường tổ chức những cái buổi họp qua Internet, web meeting
để các chuyên gia bên Nhật có thể giải đáp những cái vấn đề của khách hàng. Tôi thì thấy là nếu một cái môi trường Internet của mình nó tốt hơn một chút nữa thì nó sẽ tốt hơn cho cái dịch vụ này. Hiện nay, khi đại dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, đứt gãy các chuỗi sản xuất, thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI bị tác động khá lớn từ dịch bệnh. Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan tăng cường các giải pháp hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường Internet, vừa giúp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Những giải pháp này của thành phố được các doanh nghiệp FDI đánh giá cao. Ngay khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm, thì chính phủ Việt Nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn. Đặc biệt, thành phố Hải Phòng, để bảo vệ an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người dân, chính sách này được thực hiện một cách nghiêm túc. Bởi vậy, công ty chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của chính phủ và thành phố, để cán bộ công nhân của công ty yên tâm làm việc. Ban quản lý khu công nghiệp Đồ Sơn thì cũng rất quan tâm đến hoạt động sản xuất của công ty chúng tôi. Đối với các đơn vị hải quan, hệ thống thông quan điện tử giúp công ty chúng tôi giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu một cách thuận lợi và nhanh chóng, giúp chúng tôi hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 nên giới đầu tư quốc tế đang đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, phân bố lại mạng lưới cơ sở sản xuất trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Việt Nam được xác định là ứng viên sáng giá khi nằm ở khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Đến nay, khu vực đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận cấu thành của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, thu ngân sách, cũng như thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Bởi vậy, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố cũng bị tác động khá lớn từ dịch bệnh, thì bên cạnh sự chủ động của chính các doanh nghiệp FDI, sự đồng hành, chung tay, chia sẻ, hỗ trợ của các cấp ngành thành phố sẽ củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư, cũng như quảng bá hình ảnh về Hải Phòng, một thành phố cảng hiện đại, năng động, văn minh, nhân ái và an toàn đến bạn bè quốc tế. Từ đó đón đầu cơ hội các làn sóng mới sẽ đầu tư vào Hải Phòng sau khi dịch bệnh qua đi. Đặc biệt là làn sóng đầu tư từ châu Âu khi Hiệp định Thương mại EVFTA được thực thi. Thưa quý vị và các bạn, xã Đồng Thái, huyện An Dương là một trong số các xã được chọn thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố trong năm 2020. Mới đây, thì Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản thông báo số 5224 về việc triển khai đầu tư xây dựng thí điểm hệ thống giao thông tại các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay sau khi có thông báo này, lãnh đạo huyện An Dương đã chỉ đạo xã Đồng Thái nhanh chóng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng. Tuyến đường trục thôn Hoàng Mai có chiều rộng 5,5m, đoạn từ ngã ba nhà văn hóa thôn Tê Chử đến ngã ba đi ra nhà văn hóa thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân địa phương. Đây cũng là một trong ba tuyến đường giao thông của xã được thành phố đầu tư xây dựng thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Mà thành phố hiện nay là đã ý định là làm đường và thoát nước và điện. Chúng tôi rất phấn khởi. Toàn dân đã sẵn sàng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã chuẩn bị về mặt tư tưởng cũng như là về mặt sẵn sàng cống hiến đất. Ngoài tuyến đường trục thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái còn được đầu tư hai tuyến đường giao thông khác, gồm đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn, đường liên thôn, đoạn từ trạm điện Văn Phong đến ngã ba trận địa tên lửa thôn Minh Kha, chiều rộng 7m, và tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến đường huyện và đường liên xã, mặt rộng 9m, đoạn từ ngã ba đường An Kim Hải đến ngã ba Kiến Phong Bạch Mai. Ngoài ba tuyến đường ngõ xóm, xã còn được đầu tư thí điểm nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ xóm, thôn Kiến Phong. Hiện nay các cái công việc ở Đồng Thái chúng tôi đang cho tập trung tuyên truyền nhân dân tháo dỡ di rời tường bao vật kiến trúc để sẵn sàng khi mà hoàn thiện các cái thủ tục thì sẽ bắt tay ngay vào
thi công các cái tuyến đường theo cái chỉ đạo của huyện và của thành phố. Và đến thời điểm này thì về cơ bản là các hộ nhân dân đã đồng thuận và nhất trí hiến đất để mở rộng các cái tuyến đường. Xã Đồng Thái, huyện An Dương dự kiến sẽ được đầu tư hơn 34,9 tỷ đồng để xây dựng thí điểm 3 tuyến đường giao thông và nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ xóm cho một thôn. Đến thời điểm này, có 98 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng diện tích hơn 2.700 m2. Xã Đồng Thái phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm kê, lập phương án hỗ trợ vật kiến trúc cho các hộ dân. Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thành phố giao, lãnh đạo huyện An Dương và xã Đồng Thái tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chương trình được triển khai đạt hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Tiếp sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những cập nhật mới nhất về dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 18 giờ hôm nay, tổng số ca nhiễm của Việt Nam là 1.049 ca, 35 ca tử vong liên quan đến COVID-19, 805 trường hợp bình phục và 206 trường hợp đang điều trị. Có 19 ca đã được điều trị khỏi trong ngày hôm nay. Tại Hải Phòng, đến 18 giờ tối nay, Hải Phòng vẫn giữ sạch địa bàn với không ca mắc COVID-19. Toàn bộ 556 ca nghi nhiễm đã có kết quả âm tính. Trên thế giới, số ca mắc COVID-19 đã lên đến gần 27 triệu ca, hơn 879.000 ca tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 và tử vong nhiều nhất là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, huyện Vĩnh Bảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện chung tay thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch ngay từ cơ sở. Mặc dù thành phố đã có những thông báo về việc phòng chống dịch trong tình hình mới từ ngày 1 tháng 9, nhưng 8 tổ kiểm soát tại 8 thôn trên địa bàn xã Lý Học vẫn được bà con nhân dân tự nguyện trực chốt với mong muốn nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân địa phương. Bên cạnh đó, các thông tin thông báo mới vẫn được chính quyền xã đều đặn gửi đến người dân qua hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức tuyên truyền trực quan. Thì xã Lý Học đã tập trung chính cho công tác tuyên truyền, thì đã chuẩn bị các pano băng khẩu hiệu để tuyên truyền trực quan cho người dân thấy được đợt dịch này là hết sức nguy hiểm. Và bên cạnh đó thì đài truyền thanh cũng đã tăng cường thời lượng phát thanh ngày 3 buổi, đưa những cái thông tin cần thiết, cập nhật những cái thông tin kịp thời cho nhân dân. Xã cũng đã tổ chức xe lưu động hàng ngày tới tận các khu dân cư để tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dũng Tiến cũng tích cực tham gia các tổ kiểm soát, hướng dẫn hội viên và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, tặng quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc mà hội phụ nữ chung tay cùng với các ban ngành đoàn thể tại địa phương và chính quyền địa phương để phòng dịch COVID thì là cũng đã tạo được cái hiệu ứng rất khả quan, rất tốt trong đông đảo của hội viên phụ nữ trên toàn xã. Chị em hưởng ứng hết sức nhiệt tình. Với sự vào cuộc tích cực chủ động của các cấp ngành địa phương, cùng nhiều cách làm sáng tạo của người dân và các đoàn thể, đến thời điểm này, huyện Vĩnh Bảo vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Dự báo thời tiết Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Bắc thành phố, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Nam thành phố, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm 85-90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm 85-90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm 85-90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.